Chào bạn, hôm nay chúng mình chuyển sang một bài mới nha. Bài học hôm nay là phép trừ trong phạm vi 5. Nào, bắt đầu thôi. Bạn xem hình ảnh sau, rồi viết phép tính cho đúng nha. Trên cành có 5 quả cam. Rụng mất một quả, hỏi còn lại bao nhiêu quả? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Trong trường hợp này, sử dụng phép tính trừ là chính xác rồi. Bởi vì có 5 quả cam mà rụng đi một quả. Rụng đi nghĩa là bớt đi, trừ đi đó. Mời bạn xem tiếp hình ảnh khác rồi viết ra phép tính đúng nha. Có 5 quả mà rụng đi 2 quả. Hỏi còn lại mấy quả? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Trường hợp này thì có 5 quả và rụng đi 3 quả. Hỏi còn lại mấy quả? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn lần này thì có 5 quả mà rụng mất đi 4 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Để ôn lại một chút về phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ như thế nào? Mời bạn xem tiếp hình ảnh sau nha. Có 4 chấm tròn, thêm một chấm tròn nữa. Hỏi, có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Bạn hãy chọn số và dấu thích hợp để viết thành phép tính đúng nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ngược lại, khi có một chấm tròn mà thêm 4 chấm tròn nữa, hỏi có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì mình đã có 5 chấm tròn. Nhưng nếu bớt đi một chấm tròn thì còn lại bao nhiêu chấm tròn? Bạn hãy viết phép tính sao cho đúng nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn nếu có 5 chấm tròn mà bớt đi 4 chấm tròn thì hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tương tự, bạn viết phép tính cho các trường hợp sau nhé. Có 3 chấm tròn, thêm 2 chấm tròn nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ngược lại, có 2 chấm tròn
mà thêm 3 chấm tròn nữa, thì có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, khi có 5 chấm tròn rồi, mà mình bớt đi 2 chấm tròn, thì còn lại bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn khi có 5 chấm tròn và mình bớt đi 3 chấm tròn, hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Lúc này thì mình đã thành lập được bảng trừ trong phạm vi 5 rồi đó. Bạn nhớ nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, 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 bạn giỏi lắm. Trên cây có 5 quả táo đỏ.
bị rụng hai quả. Đố bạn, trên cây còn bao nhiêu quả táo đỏ nào? Bạn hãy kéo thả các số và dấu để có phép tính thích hợp nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có 5 trái dừa. Một trái dừa bị bắn rơi. Vậy trên cây còn lại bao nhiêu trái dừa? Chúng ta sẽ viết phép tính như thế nào đây? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.